Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán chiếc xe cuốc 03 ha bạn. Thì chiếc này Komatsu 70-7, tất cả là còn nguyên zin. Địa chỉ là ở xã Âu Lâm của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang ha. Thì chiếc này thì chủ không cần xài nữa, bây giờ kêu bán là giá là 190 triệu. Nói chung là còn nguyên zin mà chiếc 03 70-7 thì giá là 190 triệu thì rất là dễ cho anh em sử dụng ha. Đó, giá hợp lý để cho anh em sử dụng. Anh em cần thì liên lạc trực tiếp, số điện thoại nằm ngay ở trên cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ các bạn. Còn anh em và các bạn cần bán đồ thì liên lạc qua bên kênh của mình. Mình số điện thoại là 0352 915 395 ha. Đó. Thì chân bọng, số má, bơm đồ này kia là còn nguyên zin hết, còn rất là ok. Nói chung với giá 190 triệu này thì anh em cần thì liên lạc trực tiếp, số điện thoại nằm ở trên cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ ha. Đây là cái phần dần chân các bạn. Đó. Thì anh em muốn xem thì đến tận nơi để xem cho nó dễ. Địa chỉ là xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang các bạn. Đó, là ở đây là cái phần nội thất ở bên trong. Đó. 190 triệu. Anh em có thiện chí mua thì chủ có thể thương lượng nhẹ một tí. Tất cả là cầu hoạt động ok hết ha. Máy móc là nó là cầu nguyên zin đó. Anh em đến tận nơi để xem cho nó dễ ha. Chú ơi, mình xe đi chút, mình chút.